Và chào mừng đã trở lại với Hollow Knight trên kênh Infinity Gaming. Trước khi mình không quay thì mình đã đi xung quanh, mình nhặt trăm nốt, mình cứu sâu và xác định vị trí của mấy con Grimkin. Hiện tại thì mình đã có đủ full trăm nốt ở trong game, tổng cộng là 14 điểm. Cơ mà vẫn chưa có full trăm, bởi vì mấy viên trăm này thì mình không nhớ nó là viên nào cũng như nhặt ở đâu. Còn về mấy con sâu ấy, thì mình đã cứu toàn bộ đám sâu ở tất cả những khu vực mình đã từng đi qua. Hiện tại thì còn mỗi 3 con, 2 con ở khu vực giờ 2 và 1 con ở khu vực... chỗ này gọi là gì nhỉ? Resting Grounds. Mấy chỗ đấy mình chưa từng đi qua bao giờ. Thực ra cái khu Resting Ground này thì mình đã từng đi qua rồi, cơ mà nó có một khu ẩn mình vẫn chưa đi qua, thì mình nghĩ rằng sau này mình đi sau, đằng nào nó cũng kiểu khu ẩn. À mà tí nữa thì quên ấy. Ngoài ra thì mình cũng đã quay trở lại cái chỗ đấu trường mình farm tiền, với hy vọng rằng trong tập này mình sẽ có đủ tiền để có thể nâng hết cái đống charm này thành Unbreakable Charm. Nó là 15.000 đất ra man thế. Cắt cổ người mua ấy. Xin Unbreakable Strength. Bùa hớt dễ vỡ. Mất bùa. Với cái hội thoại của cái con Divine này thì thông thường hội thoại ở trong game thì mình sẽ đọc, cơ mà riêng con này thì mình nghĩ là mình không. Bởi vì cái hội thoại của nó kiểu cứ bị ngắt quãng kiểu gì, đọc tương đối khó chịu, vậy nên thôi. Đằng nào thì nó cũng không quan trọng cho lắm. Và mình vừa bị nó lắp. Ok, còn 4.000 thì chắc chắn là sẽ không đủ cái thứ 3 rồi. Cơ mà cứ xem giá trước. Nó là 9.000. 9.000 chiêu ấy thì có lẽ trong tập này mình có thể kiếm đủ. Có lẽ thế. Thì ok, bây giờ thì quay trở lại ghế, lắp lại trang và tiếp tục đi tìm về lũ Grimkin. Unbreakable Chain này lắp vào, bây giờ có rồi tại sao không dùng. Mark a Prize. Một cánh nữa. Còn 100 nốt. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm mấy con Grimkin, vậy nên mình sẽ muốn lắp cái Sharp Shadow này, mỗi tội lại không có ấy, không đủ slot. Mình không nghĩ rằng mình sẽ bỏ cái Map Prime này ra, bởi vì mình đã tương đối làm quen với cái chiều dài của nó rồi. Bây giờ bỏ ra hoặc là lắp cái Long Nail này vào ấy, thì kiểu đánh toàn chiều thôi, do không quen chiều dài. Tôi thì bỏ cái này ra vậy. Sharp Shadow. Ok, trước tiên thì mình sẽ đi tìm một con Grimkin ở khu vực Fungal Quest. Sau đấy thì mình sẽ đi đến Ancient Basin và cuối cùng mình sẽ đi vào trong giờ 2. Đi luôn. Ok, bắt đầu từ cái chỗ này. Mấy con Grimkin ấy thì bắt đầu từ giờ mình sẽ cần phải cẩn thận với bọn nó, bởi vì bọn nó đầu tiên ấy, đòn đánh của bọn nó sẽ đa dạng hơn, và thứ hai bọn nó sẽ đánh mình mất 2 máu một lần thay vì 1 như trước đây. Vậy nên bọn nó tương đối nguy hiểm. Đây. Úi giời ơi, mình nhìn nhầm đòn. Mình không biết rằng mình chạm vào người nó mình cũng mất 2 máu thay vì bị đánh. Ây. Ok, như vậy là xong một con. Còn hai con kia thì vị trí của nó tương đối gần, vậy nên mình nghĩ rằng mình sẽ không cần phải cắt clip dài nữa. Dùng Grimgate bay thẳng về đây. Hidden Station. À mà có một điểm mình cứ mất không nói là trong khoảng thời gian hiện tại thì mình đang tương đối bận. Bận lần này thì nó không phải là bận do mình lười như trước đây, mà mình bận thực sự luôn ấy. Hiện tại thì mình đang cần phải làm đồ án tốt nghiệp. Và mình không biết trước đây mình từng nói chưa, mình học đại học và ngành mình học ấy đó là công nghệ thông tin.
Cơ mà thay vì học về thông tin về kiểu quản trị web, lập trang web các kiểu thì mình học về game. Và càng học thì mình càng thấy rằng trước đây mình vào nhầm trường. Mình vào nhầm trường mình muốn học cho nên hiện tại thì mình đang tương đối chật vật cơ mà. Cái ngành mình muốn làm ấy đó là ngành lập trình game. Hiện tại thì mình đang làm tựa game đầu tiên của mình. Thực ra thì trong quá trình học thì mình cũng đã cố thử làm game rồi cơ mà lúc đó thì thay vì làm một tựa game hoàn chỉnh thì mình kiểu mình dựng cảnh thôi. Đây chính là lần đầu tiên mình làm một tựa game hoàn chỉnh và đó chính là đề tài tốt nghiệp của mình. Thành ra hiện tại thì mình đang tương đối bận. Khá là bận. Mình có 2 tuần để hoàn thành. Ow. Nãy giờ mình nói kiểu đấy mình không biết quá hiểu gì không. Úi giời ơi. Hả? À, nhầm đòn, mình cứ tưởng nó sẽ dùng cái đòn gọi lửa cơ. Ê, hả? Ok, ngon. Nó bị Grim Chai bắn chết. Bây giờ thì ok, 2 con còn 1 con nữa. Nhầm đường. Phải đây không? Yep. Gọi tàu đến. Trong tập này thì mình sẽ tiến vào trong khu vực giờ 2. Mà tập này thì mình đi vào trong giờ 2 cũng có nghĩa rằng trong tập này thì có lẽ mình sẽ không có đủ thời gian để đánh Nightmare King. Có lẽ thế. Cái khu vực giữa 2 ấy thì đó không phải là khu vực ưa thích của mình. Cũng tương tự như là cái chỗ... gì nhỉ? Deepness à? Theo gì đấy không nhớ rõ cho lắm. Nói chung là mình không nhớ đường ở trong khu vực giữa 2. Lắp vào đây. Ok, bây giờ đi vào trong đấy thì mình không nghĩ rằng mình sẽ cần cái này nữa. Lắp cái này vào này. Lắp cái này vào chạy cho nhanh này. Đi luôn. Pep. Giờ 2. Úi giời, mình quên mất là cái kia. Khi nó chết thì nó sẽ bung ra mấy đàn. Một đàn ong nhỏ hơn. Tiến. Chỗ này mình có bản đồ chưa nhở? Hình như có rồi. Không, chắc chắn là phải có rồi. Bởi vì Connie bây giờ ông ấy đã đi về rồi. Về nhà cũng tức là mình em mua toàn bản đồ của tất cả các khu vực trong game. Đây. Nốp, chấm trượt. Phía bên này nếu mình nhớ không nhầm thì đây sẽ là một cái ghế. Nhấp, chuẩn luôn. Save game. Đã update bản đồ. Cái con Grimkin kia thì nó cần phải đi một đoạn tương đối xa. Khá xa. Cái không thực ra cũng không xa lắm. Đập cái cây này ra này. À mà tí nữa thì quên đấy là trong tập này thì mình xin báo trước là mình sẽ không bình luận nhiều nha. Bởi vì cũng như hồi nãy mình nói là khoảng thời gian hiện tại thì mình đang tương đối bận.
cái việc đồng đồ án này kìa, thì thành ra cái đây mình kiểu hơi bị kiệt sức một tẹo. Ngay cả cái việc ngay bây giờ luôn thì cái việc mình nói chuyện bình thường thôi mà cũng như kiểu sắp rồi hết hơi đến nơi rồi. Ok, hết. Vào đây. À mà tiếp theo quên là mấy con ong bự bự kiểu này này. Thì trước đây nó cũng bình thường thôi, cơ mà mấy phiên bản gần đây ấy, thì nó đã búp lên. Khi mà nó tông chúng mình sẽ mất đến 2 máu thay vì 1. Vậy nên hãy cẩn thận. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng phá địa hình anh em. Trong chỗ này thì nó có gì nhở? Không rõ lắm. Đây là một cái shortcut nó dẫn thẳng ra King đường Edge. Không có gì hot. Đấy, phá địa hình. Hồi nãy mình đã không biết mình đã đề cập về cái khoản này của nó chưa. Là lũ ong to ấy thì nó có khả năng phá địa hình như vừa xong đấy. Nope, vẫn dính. Bay cả vòng cung, kinh quá. Nó vừa làm gì xem mà kiểu bung bét ra ấy nhỉ? Ok, cái con Dream Queen nó ở ngay trên đầu rồi. Cắm săn cái Dream Gate ở đây. Lúc có biến phát bay ra luôn. Xem nào, đi dọn mắt xung quanh trước. Có ong ở đây không? Có vẻ là không tốt. Xuống đây đánh nhau cho tiện. Quên mất là mình đã bỏ cái Sharp Shadow ra rồi. Ow, hao cho chém. Ê. Ok, vẫn chèn chúng nó cơ mà mình cũng ăn đòn. Ok, như vậy xong. Đã thu thập được ngọn lửa. Xem đủ lửa chưa nhỉ? Xem kiểu gì? Ok, 3 lửa rồi. Bây giờ thì chỉ cần tập trung vào công việc đó là hoàn thành nốt khu vực giữa 2 này thôi. Đi sang đây. Không, mình nghĩ rằng mình sẽ muốn đi sang bên này. Không, cái chỗ này thực ra... Ok, ok, đi sang bên này trước, bên trái trước. Bên này có vẻ có sâu. Bên đấy có sâu cơ mà mình không vào được. Có vẻ mình cần phải đi ra phía bên ngoài. Từ phía bên ngoài rồi vòng vào trong này rồi mới cứu sâu. Yep. Vừa xong thì mở một cái shortcut ở kia.
Ok, đây đây đây, dưới này. Đi vào đây. Nhắc chuẩn luôn. Sâu này. Và chỗ này thì nó không có shortcut dẫn sang phía bên kia. Khá là may mẽ đặt team gate. Con này đâu ra đây? Không chết. Trâu gớm. Hình như là mấy cái chỗ nào mà nó có mấy con Grimkin xuất hiện ấy, khi đấy nó sẽ thay thế mấy kẻ địch thông thường bằng Grimkin. Hình như là thế. Chứ hồi nãy lúc này mà nó không hề có ở đây. Từ trên giờ mình chưa từng để ý cái thông tin này luôn ấy. Sự luôn. Tiền. Phía trên mình nghe thấy tiếng của một item. Không phải phía trên hay phía dưới. Trên không có gì hết, tức là phía dưới. Item tầm này thì mình đoán chỉ là massage thôi. Yep. Cái chỗ này để có thể vào được thì sẽ cần mấy con ong khổng lồ. Mày đâu ra đây? Bạn ơi. Đâu rồi? Ok. Một con ở đây. Chịu có ăn đòn vậy. Xuống đây. Khổ thế nhỉ. Không cần ăn đòn luôn. Xin. Còn hai mắt sắt nữa là sẽ full ở trong game và mình không biết vị trí của nó ở đâu hết. Còn cái chỗ này thì nó sẽ dẫn đi đâu đây? Shortcut. Dẫn về đây, cái nơi hồi nãy mình đặt dream gate, ok. Ow. Kiếp. Không giết kịp nó. Ok. Chỗ này nếu mình nhớ không nhầm thì đây là nơi vào để đánh boss. Cơ mà chưa muốn đánh boss vội, cứ đi xung quanh nữa. Không, thực ra xung quanh nó hết rồi, chẳng gì nữa. Ok, thì vào đánh boss. Con boss ở chỗ này thì nó cũng tương đối đơn giản, nó là kiểu boss tầm khoảng mid, late game. Không, thực ra cũng không đơn giản lắm. Tương đối khoai. Hai nai. Con hai nai này thì nó là một con ong cơ mà vì một lý do nào đấy nó không hề có cánh và nó tự tạo cái âm thanh đòi ong bằng miệng của nó. Khá là ngộ. Ow. Nhầm đòn. Ok. Ow. Ow. Như vậy là xong. Hai nay thì sau khi hắn ta chết, hắn ta đã quỳ xuống trước nữ hoàng của mình. Phía xa xa cái cơ thể to đùng kìa thì đó chính là nữ hoàng của loài ong, đồng thời cũng chính là người đã nuôi dạy Hornet. Trước đây mình tin ấy là mình đã từng kể về Hornet cũng như ba nữ hoàng rồi. Xin hai blood. Cái viên trăm hai blood này thì đây chính là viên trăm quan trọng để giúp mình vượt qua được khu vực Powder Pain.
Thực ra thì nó cũng không quan trọng đến nỗi đấy, Owen. Hiệp sĩ của ta, cuối cùng cậu đã được tự do. Nó chết luôn rồi. Kẻ bé nhỏ, ta biết loài của ngươi. Nếu ngươi tìm cách hiểu được quá khứ của mình thì ta không phải là nữ hoàng mà ngươi đang tìm kiếm. Phải là sinh vật trắng nhợt mà chịu trách nhiệm cho sự tồn tại, cho bản tính của ngươi. Ok, High Queen Vespa. Cô ấy tên là Vespa và hiện tại có vẻ như Vespa đang nhắc đến nữ hoàng vợ của The Belkin tên gì nhỉ? The White Lady. Mặc dù tổ ong này tồn tại trong Hollow Nest, cơ mà chúng ta không can dự vào những cố gắng thay đổi của nó. Mỗi thế thôi, không có gì hot. Về nữ hoàng của đáy ong ấy, Vespa, thì mình không nghĩ rằng mình sẽ muốn remail cô ấy, vậy nên thôi. Ok, bây giờ thì đi về. Xong việc rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đến khu vực Grassing Ground và kiếm lúc mà sâu còn lại. Ok, dập xuống chỗ này. Ở dưới này thì đây là âm thanh của một vài kẻ địch, nó tương đối mạnh. Mấy con này đây, mấy con này trông vậy thôi cơ mà nó mạnh phết. Đánh mình mất 2 máu thôi 11. Sâu. Ok, ngoài chỉ có sâu dài thì ở phía bên này nó sẽ có thêm một NPC. Nó cung cấp cho mình một quest line, nó khá là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến ending của game. Mỗi tội nó ở đâu nhỉ? Đây à? Không phải. Đây đây, trên. Không phải. Soul Easter cũng được. Cơ mà đấy không phải là cái gì đây? Wonder Journal. Cái thằng kia ở đâu nhá? À đây, rồi ạ. Đi vào đây và nhảy lên trên này. Xếp kê. Update bản đồ. Ok, đi vào đây. Cái tên này thì hắn ta chỉ là một trong năm hiệp sĩ vĩ đại của The Belkin. Không biết có ai còn nhớ không, cơ mà trước đây mới từng kể về câu chuyện về đứa con gái của The Fallen Lord, chỉ là một trong các 104 Mighty Lord ấy, đem lòng yêu một trong năm hiệp sĩ của The Belkin. Mỗi tội câu chuyện tình đó thì lại bị người dân hai bên ngăn cấm. Và sau này khi mà cô gái kia chết thì vị hiệp sĩ nam kia đã quyết định đổi tên mình thành cái gì, Grey Mourner, và chui đến chỗ này tự kỷ một mình. Giáp Grey Mourner, Mayhorn, thế giới này, thế giới tàn độc không dưng thứ này, tại sao mẫu vẫn sống, tại sao vẫn còn tồn tại? Lemmer, mình không hiểu mấy cái từ đấy đến nghĩa gì hết. Cậu không hiểu từng tận sự khốn khổ này như mẫu, tình yêu đích thị. Nhầm định tình yêu đích thật bị chia xa, hai thế giới không thể gặp lại. Và giờ người yêu mất từ rất lâu rồi, mất đã rời xa nơi này, được chôn cất Moina. Ai trong những đồng loại mang tận nhầm mang hận thù của nàng ngăn trở hai ta tụ họp. Ok, cái chỉ mấy lời của thằng này nó kiểu nó không hẳn là tiếng Việt gốc mà không, thực ra nó là Bình bảo ấy, là không phải tiếng Việt bây giờ thường dùng mà là kiểu tiếng Việt ấy, kiểu tiếng miền Nam hay là tiếng miền Trung gì đấy. Mình là người miền Bắc cho nên mình đọc hơi khó. Mà từ chối, người bên ngoài là mỗ. Cô ấy không phải không. Mỗ hỏi được không, để gánh nặng này mất đi. Cậu có thể không, cậu có thể đưa món quà này tới mộ của cô ấy được không? Món quà có thể nhỏ bé, cơ mà đoạn đường thì quá dài. Nó ăn nghỉ giữa họ hàng gần nơi trú ngụ phù chủ phú của hàng hậu. Chả hiểu đâu nói cái quá gì hết. Thứ như vậy liệu có khả thi hay không? Mẫu đang yêu cầu một điều không thể. Thật là điên rồ, thôi bỏ qua đi, không đọc nữa.
có chấp nhận món quà hay không. Bây giờ thì đây chính là một questline. Cái tên này hắn ta sẽ muốn nhờ mình đưa một bông hoa màu trắng giao đến chỗ ngôi mộ của cô gái kia. Cơ mà cái questline này thì nó khó ở một điểm là mình không được nhận sát thương. Mình chỉ cần nhận sát thương một phát là bông hoa nó sẽ tự động đăng đủ mà chết. Và khi đấy mình sẽ cần phải quay trở lại đây mình nhận hoa từ đầu. Và thứ hai là mình không được sử dụng bất cứ một phát teleport nào. Mình không được dùng gạt tàu, mình không được sử dụng Dreamgate, mình không được làm bất cứ cái gì hết. Bắt buộc là phải chạy bộ. Thành ra cái questline này nó khó, nó vô cùng khó. Vậy nên sau này thì mình sẽ làm sau. Cái questline này thì tuy nó khó, cơ mà được cái là nó sẽ tặng cho mình một cái mashup sau khi mình hoàn thành. Thêm mashup của tên này nữa sẽ là 3 cái, tiếp theo một cái thứ tư mình không nhớ nó ở đâu. Khá là phiền. Di chuyển và để xem nào, quay trở lại đợt nào. Bây giờ thì mình đã cứu hết toàn bộ đám sâu ở trong game. Vậy nên bây giờ thì mình sẽ đi ra chỗ con sâu ra. Cái sâu dạ này thì nếu mình nhớ không nhầm thì bây giờ nó sẽ cho mình một viên Pale Ore. Hy vọng là thế. Uống nước cái. Ok. 9260, ok, vừa đủ tiền. Pale Ore ngon. King's Idol và chạm đâu. À đây đây đây, ở cái chỗ này thì nó vẫn có một con sâu nữa mình vẫn chưa cứu được. Một con á. Ok, nó ở đâu? À đây. Mình bỏ sót một con ở trong khu vực giữa hai. Khổ đấy nhở. Cái con này thì có lẽ mình sẽ đi cứu nó trong khi mình không quay. Có lẽ thế. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại City of Tears và nâng luôn cái kênh này của mình lên tối đa. Ok. Đi vào trong này. Ồ, cậu quay lại rồi. Cậu có một quặng eo và nó hiếm và kim loại tốt. Cái này thì mấy cô quay tại cũ thôi. 4.000. Ok, mình quên mất là cái việc mình nâng neo thì nó cũng sẽ mất tiền. Tức là trong tập này mình vẫn sẽ không đủ tiền để mua nốt cái Unbreakable Charm kia. Cày nhỉ. Xong rồi, việc rèn lại đã xong. Thanh đao của cậu đã mạnh hơn, mạnh mẽ nhất có thể. Tôi chỉ thấy một tiềm năng này trong vũ khí của bạn. Cuối cùng rằng tôi đã thấy được sự hùng vĩ của một thanh pure nail. Ta không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy. Ta phải ra ngoài một lúc đã. Ok, vậy là cái thanh nail của mình ấy, bây giờ nó đã trở thành một thanh kiếm được gọi là Pure Nail. Đây chỉ là loại nail mạnh nhất ở trong game và khi kết hợp với cả cái viên Unbreakable Charm ấy, thì mình có thể one shot hầu hết mọi kẻ địch không phải là boss ở trong game này. Sau khi hoàn thành Pure Nail thì công việc của ta đã kết thúc. Giờ thì ước muốn duy nhất của ta đó là được cảm nhận đường kiếm của nó. Đừng chùn tay, xin cậu cứ chém ta đi. Ta mong muốn được cảm nhận lưỡi gươm tuyệt đỉnh đó. Sau chừng ấy thời gian lao lực thì chẳng lẽ ta lại không xứng đáng với nó ư? Ok, bây giờ thì ông thợ rèn này ông ấy muốn mình chém ông ấy cơ mà mình sẽ không làm như vậy. Nếu như mình tha cho ông thợ rèn ấy thì ông ấy có thể...
nói thế nào nhỉ? Các bạn còn nhớ cái ông họa sĩ ở khu vực Queen Park không? Một trong ba Neomaster ấy. Bây giờ nếu mình tha cho ông thợ rèn thì ông thợ rèn ấy, ông ấy có thể tìm đường đến với cái ông họa sĩ đó và bọn họ sẽ kết bạn với nhau và sống một cuộc đời tương đối vui vẻ. Vậy nên ok, mình sẽ không chém ông ấy. Cơ mà trước khi kết thúc tập này thì mình sẽ muốn quay trở lại Deepness một tẹo. Chuyển ở Hidden Station à? Hidden Village. Mình không nhớ nó ở chỗ nào. Đây à? Yep. Mình quay đến đây để làm cái gì? Bởi vì ở chỗ này thì nó sẽ có một NPC, nó liên quan trực tiếp đến cái ending của mình. Không phải ending mà là kiểu kết thúc của cái DLC. Có đèn này mè rồi. Cơ mà nó có phải trong này không? Không phải. Dưới này à? Giáp chuẩn luôn. Thanh niên Groom. Người đã đến. Người đã thu thập đủ ngọn lửa và giờ thì nghi lễ có thể bắt đầu. Giờ chỉ còn bước trở lại với Master mà thôi. Và thế là nó đã kết thúc. Như mọi khi, chúng ta như những nốt nhạc. Ok, những nốt nhạc, tại sao không viết hẳn nốt nhạc ra đi được nốt kiểu kia nữa. Những nốt nhạc trong một bài ca cổ. Cổ lắm. Cả ngươi và ta. Ấy vậy mà nó không chỉ đơn thuần là may mắn chúng ta gặp được nhau trong bóng tối. Ngoài tầm với của thế giới, nơi mà ánh mắt rực lửa của Master không thể được trông thấy. Em không trông thấy được. Ngươi tham gia nghi lễ, nhưng ta thấy trong ngươi thật sự không coi bất kỳ ai là Master cả, có phải vậy không? Có lẽ cùng nhau, chúng ta có thể đầy ải ngọn lửa giận dữ về và để vương quốc này, vương quốc đã chết này yên nghỉ. Nếu ngươi muốn đặt dấu chấm hết cho bài nhạc vô tận này, gặp ta ở nơi bắt đầu, gặp ta ở nơi mọi thứ bắt đầu. Ok, cái tên Room này thì hắn ta ngụ ý rằng mình nên bỏ đi nghi lễ của Grimm. Nói như thế nào nhỉ? Nói chung ấy là bây giờ nếu như mình quay trở lại nơi mà Bram Hanta vừa bảo mình đến gặp ấy, thì khi đó mình sẽ không cần phải đánh Nightmare King mà cũng có thể hoàn thành được DLC God and Nightmare. Cơ mà mình sẽ không muốn làm điều đó, bởi vì làm điều đấy thì mình sẽ bỏ lỡ mất một con boss khá là hay ở trong game. Vậy nên thôi, mình quay trở về đó để mình kiểu mình chỉ cho mọi người thôi. Chứ vị trí của cái tên Bram này thì mình cũng không nhớ nó ở đâu đâu. Cơ mà nơi mọi thứ bắt đầu thì chắc hẳn chính là nơi mà mình đã đến để có thể kích hoạt được cái DLC God and Nightmare. Ok, và thôi, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Để tập bao nhiêu đấy của Hollow Knight mình không nhớ rõ rõ cho lắm, bởi vì như mình nói đấy, gần đây mình khá là bận. Hờ mệt quá, mồ hôi đầm đìa, thực sự luôn đấy. Tương đối mệt.